Thưa quý vị, với sự phát triển kinh tế mạnh mẽ, tốc độ đô thị hóa nhanh chóng và mức sống của người dân đang dần được cải thiện, Việt Nam là thị trường tiêu thụ tiềm năng của nhiều sản phẩm điện tử. Vì thế mà 200 doanh nghiệp từ nhiều quốc gia đã đến Việt Nam tham gia triển lãm quốc tế điện tử và thiết bị thông minh đang diễn ra tại Hà Nội đến hết ngày 4 tháng 11 tới đây. Vâng, và với nhiều sản phẩm điện tử chất lượng cao, Việt Nam góp phần mở rộng và tăng cường kết nối nguồn cung ứng các cái sản phẩm điện tử và thiết bị thông minh, thúc đẩy sự phát triển của thị trường tiêu dùng điện tử chất lượng cao tại Việt Nam. Từ một chiếc sạc dự phòng nhỏ gọn như một thỏi son môi đến những thiết bị điện tử thông minh với công nghệ hiện đại bậc nhất, hàng nghìn sản phẩm điện tử đang được 200 doanh nghiệp nước ngoài giới thiệu vào thị trường Việt Nam. Nhiều sản phẩm điện tử không chỉ được thiết kế thông minh mà còn rất thời trang bắt mắt, phù hợp cho mọi lứa tuổi. Việt Nam là thị trường lớn, trẻ và năng động. Lượng người tiêu dùng trẻ của Việt Nam cũng rất nhiều. Do vậy, chúng tôi tin rằng những người trẻ họ dùng các sản phẩm điện tử rất nhiều, đặc biệt là điện thoại di động. Chúng tôi tập trung vào nhóm khách hàng này với những sản phẩm chất lượng cao cho người tiêu dùng trẻ. Triển lãm quốc tế điện tử và thiết bị thông minh Việt Nam khuyến khích việc nâng cao tiêu dùng các sản phẩm điện tử, giải trí chất lượng cao với 4 ngành chính, bao gồm điện tử, điện gia dụng, thiết bị thông minh, máy tính, điện thoại, phụ kiện và thiết bị game, linh kiện điện tử và các sản phẩm khác. Nhiều doanh nghiệp mong muốn sẽ mở rộng thị phần phát triển tại Việt Nam. Có thêm một cái sản phẩm mới để mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam, và nhất là các bạn trẻ, nhất là những người phụ nữ, phong cách, cá tính. Có những cái sản phẩm mới, có một cái món trang sức mới đi kèm với mình để có thể hiệu quả hơn trong công việc, và mong muốn là trong thời gian tới tất cả các người tiêu dùng sẽ đón nhận cái sản phẩm này của chúng tôi. Theo Bộ Công Thương, kim ngạch xuất khẩu điện thoại, máy vi tính, các sản phẩm điện tử, điện gia dụng và linh kiện của Việt Nam trong năm 2022 đạt 105,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,2% so với năm 2021. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc đạt trên 33 tỷ đô la Mỹ. Trung Quốc cũng là quốc gia tiêu biểu xuất khẩu giá trị kim ngạch lớn nhóm các sản phẩm điện tử và thiết bị thông minh sang Việt Nam. Thị trường Việt Nam rất nhiều tiềm năng, nhất là sự quan tâm của người trẻ tới các mặt hàng điện tử và thiết bị thông minh đang gia tăng rất nhanh. Chúng tôi đến đây mong muốn tìm kiếm mở rộng thị trường và phát triển hoạt động kinh doanh tại đây. Người dân Việt Nam cũng quan tâm nhiều tới sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Đây cũng là cơ hội cho chúng tôi tiếp cận thị trường Việt Nam. Trong khuôn khổ diễn ra triển lãm, nhiều diễn đàn, hội thảo sẽ được tổ chức với sự tham gia của nhiều lãnh đạo các hiệp hội, các chuyên gia trong ngành, đại diện các doanh nghiệp và các cơ quan trong các lĩnh vực chia sẻ về tình hình phát triển hiện tại của ngành điện tử, điện gia dụng và thiết bị thông minh, cũng như thúc đẩy sự đổi mới và phát triển, giúp Việt Nam trở thành thị trường tiêu dùng điện tử chất lượng cao.